Xin chào các bạn nha, chào mọi người đến với video tiếp theo của mình. Chúc bạn ngày mới thật nhiều vẻ nha. Hôm nay mình sẽ lại tiếp tục cho bạn xem con siêu phẩm cờ đỏ sao vàng. Vừa xong là con cờ đỏ sao vàng cõng 20 năm cõng mỏng. Con này là con 2m các bạn nhá, 2m carbon. Đấy, mỗi ở giữa nan thủy tinh thì mình muốn làm nan thủy tinh như cứng các bạn, chứ không phải là mình vì lợi ích cá nhân mình làm vậy các bạn nhá. Mình dùng nan thủy tinh cho nó cứng. Với cả carbon ở trước mình cũng chưa dùng bao giờ ấy, nên là mình cứ chọn về cái thủy tinh để cho nó cứng các bạn ạ. Giờ đâm lên luôn test con này cho các bạn xem nhá. Ok. Đấy, sau một hồi cái này thả chiếc diều kia kiểu như là trời thì nó vẫn có gió, thế là mình còn con này mình cũng muốn test luôn cho các bạn xem. Không, đây này nó không có gió. Con này cũng là cờ đỏ sao vàng các bạn nhá, 2 mét này. Căng đi đánh trống được luôn. Mình sẽ đo cho các bạn xem cái trình kích độ của mình nhá. Một tay của mình là 25cm đúng không? 25cm này. Là 1 mét này. Ơ sẽ 1 mét. 25cm quên mất. 25cm này. 50 này. Đây là 75 này. Đấy, nó cũng nói chung là nó cũng có cong rồi nên là nó cũng là 1 mét. Đấy, 1 mét cộng với 1 mét bên kia nữa là 2 mét các bạn nhá. Giờ mình sẽ lên cho các bạn xem con này là chưa đâm lần nào, ăn luôn nẻo giữa các bạn nhá. Đấy, quay ăn luôn nẻo giữa em cho các bạn xem. Em nghĩ con này nắc này. Thế? Nghĩ con này nắc. Nắc làm sao được, đi ra để anh phát thử nào. Ui, đấy. Không, nhưng mà giờ đâm lên thử xem đã. Đâm lên thử đây. Nói chung là con diều nào đã test là phải chấp nhận bẩn cho nó rơi rồi mình bắt đầu mình mới chỉnh được chưa. Đâm đi, đâm đi em. Thật không, chưa không trải qua làng cay ngọt mùi không có thành công. Ngọt. Cái này nó phải rơi nó mới bay được các bạn nhá. Như trong cuộc sống ấy. Không nào, à nhờ, như trong cuộc sống ấy. Phải trải qua làng cay ngọt mùi mới thành công nhá các bạn nhá. Thôi, mày đừng có bốc quét. Mày đừng có mồm điêu đi. Mình nghĩ cái điều này chắc là không bay được. Mình nhìn thấy điều này phê nó nguy. Đều. Chắc chắn 100%. Đồ ngu. Đồ ăn hại. Cút mẹ mày. Lơ vào vườn rồi. Nó đi. Nó lái xe lên các bạn ạ. Vườn bà là nhất này. Đi mẹ đều bà là nhất. Giờ kệ mẹ là mình để. Kệ mẹ mày. Mày có để yên không? Vừa rồi.
Các bạn ơi, vừa xong kiểu như là mình thả rồi cái đầu nèo các bạn này. Thằng em nó buộc chưa chắc, thế là nó vừa xong đang lên cao từ nguyên đứt nèo cái đứt cái chỗ này các bạn này. Nó tuột ra cái nó rơi xuống sông. Thế là giờ nó nặng hết cái vải này các bạn này. Đâm lên nó toàn bị quay ấy. Thế là mình làm mấy cái diều kia có mỗi cái diều này là nó lên thì nó lên được mà nó bị tuột ra cái, thế là nó không lên được nữa các bạn nha. Thôi clip của mình đến đây cũng khá là dài, thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhá. Còn cái giải thưởng Even công bố thì mình sẽ công bố trong video lần sau các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh của video của mình nhé. Trời này mà thả diều cực kỳ tuyệt vời đúng không các bạn nhé. Ở chỗ mình là gió biển mà lúc nào cũng có gió luôn. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau nhé. Bye bye. Thì mình cũng xin giới thiệu một cái nick. Ok, đây chính là nick Facebook của mình nhá. Mọi người có thể kết bạn với Facebook của mình nhá. Đó, Nguyễn Đức Quang này. Chụp ảnh với anh Nguyễn Thành Nam nhá. Đó, ok.